Gốc này là mình mai này mấy cánh anh? Mai này sáu cánh ra làm. 6 cánh ha. Này một cốt ha anh. Cốt lên. Này mình uống theo gì anh? Này à, tàng treo anh. Tàng treo ha. Cây này mà nó bự ra nữa nó đẹp lắm anh. Tàng nó bự ra nữa. Cao. Cao khoảng nhiêu anh? Cây này nè. Cây này cao cũng 4 mét à. Còn cái đường kính của nó anh? Đường kính cây này 2 mét 5 à. Bông mình đây là bông sao anh, mấy cánh anh? Bông từ 6 cánh cho lên nè. 6 cánh ha. Cây này đẹp nha bạn. Tàn tán nhìn thấy đẹp. Này là mình ở dưới còn nữa không anh? Còn đế hết rồi. Còn đế nhưng mà mình trồng mình lắp đây ha. Đây nó thấy nó cũng mớp. Nhìn thấy sắn anh, nhìn sắn không anh? Rồi em nhờ anh vô em đo giùm em cái hoành cho anh em tham khảo anh. Năm mươi mốt rồi. 51. Rồi mình đo phía trên luôn đi anh. Rồi đại đó đi. Em tham khảo cho vậy. 35 anh. 35 ha. Rồi ok anh em, bắt đầu mình qua góc kế tiếp nha anh em. Góc tiếp theo nha anh em. Đây này em ghép đại lộc nè. Cái này mình ghép đại lộc phải anh. Này cao nhiêu anh? Cái này cao 4 mét. Cái này mình đem về lâu chưa anh? Cái này cũng khoảng 6 tháng rồi. Này đường kính nhiêu anh? Cái này hoành nó bị ngang nó mới có mét rưỡi à. Cái này là mình về mình cái này đó là uống rồi phải không anh? Dạ xưa uống. Đâu mấy chỗ nào anh ghép anh? Ghép ngoài đầu cành á. Đây những cái điểm dạ. Ghép này giống như là nó hoàn thành nữa anh. Dạ cái hình thành hết rồi. Nó lớn rồi chơi thôi chứ. Dạ. Chi cành nó có sẵn rồi. Nếu như mình ghép anh em xung quanh cái gốc này. Nói chung là anh em nào quan tâm có thể đến đây mình môi đế là mình coi cũng được anh em. Bình thường, nói chung anh Lý anh cũng rất là dễ các bạn. Rồi em nhờ anh vô anh đo giùm em cái hoành gốc này anh. Hoành nó là 46 anh. 46. Rồi em nhờ anh đo phía trên luôn nè. Đo đi. 33 anh. 33. Rồi. Đây bạn. Này nụ nó phải không anh? Dạ. Đây bạn. Những cái chỗ điểm ghép của nó này. Này mình ghép hết luôn tất cả luôn hả anh? Dạ dạ. Rồi bắt đầu mình qua góc kế tiếp nha anh em. Cây này thấy cái thân nó hơi quái quái anh. Cái này mình cao nhiêu anh? Cây này cao 3 mét rồi. 3 mét. Còn cái đường kính anh? À, đường kính 2 mét 2. Cái này mình vô nhôm được mấy nước anh? À, 2 nước rồi. 2 nước ha. Cái này mình mua về mình chơi thôi đó anh. Còn dưỡng gì nữa không anh? Không, cây này về năm sau là chơi à. Dạ. Này nhìn hơi quái quái ha. Này mình có ghép không anh? Dạ không. Cái này bình thường ha. Dạ. Mai này mấy cái mấy cánh anh? Mai này từ 6 cánh cho lên anh. Mấy cây 6 cánh không có ghép. Dạ. Nói chung là những cái cây này là anh đã thấy bông hết rồi anh. Dạ. Giờ em nhờ anh vô anh đo giùm em cái hoành gốc mai này đi. Năm mươi. Rồi em nhờ anh đo phía trên luôn anh, chỗ cái eo đi. 38. 38 nha anh em. Mình ở đây là ở địa chỉ đâu anh? Ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh, huyện Cá Bè, tỉnh Tiền Giang nha anh em. Nói chung là cái số điện thoại của anh mình để trên phần tiêu đề bạn, anh em nào quan tâm thật sự cứ liên hệ trực tiếp với anh Lý nè, rồi mình tham khảo cái giá bạn ơi. Rồi bắt đầu mình qua góc kế tiếp nha anh em. Cây này mình bông bao nhiêu cánh anh? Bông 6 cánh trở lên nè. 6 cánh trở lên nha.
Chiều cao của nó khoảng nhiêu anh Lý? Cây này cao 3 mét. Còn cái tàn nó, đường kính nó nhiêu? Này đường kính nó là 2 mét 4 à. Đa số em thấy cái này uống heo giống như tàn thông không anh? Dạ dạ. Này mình mấy cánh anh? Bông từ 6 cánh trở lên. 6 cánh không? Này mình đem về đây lâu chưa anh? Giáp năm à. Giáp năm. Bông này bông lớn không anh? Dạ bông lớn rồi. Này mình đâu có ghép gì hả anh? Dạ. Trong cái đế này nè. Này đa số mình trồng mình lắp lại hết anh. Dạ dạ. Đây phía bên trong đó. Rồi em nhờ anh vô em đo giùm em cái hoành em. Để bạn thấy cái nụ ạ. Trong cây này em mới lập 2 tháng. Nhiêu anh? 52 anh. 52. Rồi, đo phía trên luôn nha anh. Cái ống nhỏ trên cho anh em tham khảo luôn. 38 anh. 38 nha anh em. Đây, quay lại cho anh em xem cái bộ tàn lần nữa. Này vô nha mấy nước anh? Dạ, 2 nước anh. 2 nước hết nè ha. Rồi, ok anh em bắt đầu mình qua gốc kế tiếp nha anh em. Cái cây của em là đế sổ cũng nở hết nè, tại em chọn. Cái này đi anh. Ồ. Oh, cái này đẹp ha. Cái này mình uống heo thế gì anh? Dạ cây này tàn treo mình làm. Tàn treo. Mình khoái theo cái thể loại anh. Dạ. Nghĩa là nó một cốt lên mà khoảng chừng mét mét mấy đó, cái mình chơi cái tàn trên gì đó, khoái cái thể loại nè. Cây này bông mấy cánh anh? Dạ bông 6 cánh trở lên. 6 cánh ha. Này mình cũng đem về đây lượt một lô cây này luôn ha anh. Dạ dạ. Oh, cây này nhìn kỹ thấy giống con gì không anh? Nhìn phía đây nè. Chân nè. Để bạn quay anh em xem cái ụ đế phía bên trong. Chỗ này nó cũng có đế được anh. Anh em mình có tham khảo thì cứ về coi thoải mái. Dạ. Ồ. Oh. Sao em thấy mấy cái chỗ điểm này là nó u tự nhiên luôn hả anh? Tự nhiên à. Rồi lão ha, tới lên từ đây luôn à, tới trên có cây mà quá. Lên tới trên ngọn luôn nhưng mà tới đó. Để em quay kỹ cho anh em xem mấy cái điểm này thấy nó nhìn kỹ mới thấy. U lên nè bạn. Tự nhiên sao cây nó u hả anh? Dạ. Phải như mà mấy cái điểm mà cành nánh này kia người ta nói mình cắt nó lành lên nó u lên hả? Con này không phải. Không có anh. Này không có. Này tự nó u à. Dạ. Rồi bắt đầu em nhờ anh vô em đo mà em cái hoành của gốc mai này. Nhiêu anh? 49 nè. 49. Rồi anh nhà em đo cho phía trên luôn đi. Nhiêu anh? 33. 33. Rồi ok bắt đầu mình qua góc kế tiếp nha nè. Ok bắt đầu góc tiếp theo nha anh em. Cúc này cao nhiêu anh? Cái này cao 4m5 anh. 4m5 ha. Cái này đường kính nó nhiêu anh? Đường kính nó 3 mét rồi. 3 mét. Cái này bông mình sao anh? Bông từ 6 cánh trở lên. Margin nó luôn hay sao anh? Margin này mình không có ghép gì ha. Mà đa số những cái cây mà mình bông mình đẹp là mình không có ghép. Dạ. Này mình đem về lâu chưa anh? Dạ đúng 5 à. 5 ha. Này mình chỉnh sửa mấy nước anh? Dạ 2 nước anh. 2 nước ha. Rồi ok anh bắt đầu em nhờ anh vô anh đo giùm em cái hoành để cho anh em tham khảo. Cây này đế đều hết anh, đào chồng mình làm đế cây chỉnh sửa mình lắp đế rồi hết. Anh em cứ chú ý thì về cứ coi. 60 anh em ơi. Rồi anh đo giùm em phía trên luôn cái. Nhỏ nhất luôn nha anh em, đây chỗ nhỏ nhất luôn á. 43. 43 anh em ơi. Mình qua góc tiếp theo nha bạn. Cái này là mình cao nhiêu anh? Cây này chiều cao 2 mét rưỡi em. Này mình uống tứ diện anh. Dạ. Cây này là làm thằng thông anh. Thằng thông. Cây này bông mấy cánh anh? Dạ bông từ 6 cánh trở lên. Ồ, thân mớp nha. Dạ. Thân mớp.
Nhìn thấy có bốn cái chi luôn anh. Cây mình nuôi rất là sạch bệnh anh em. Dạ. Thấy da mịn trơn à. Cái này là mình bông mấy cánh anh? Bông từ 6 cánh trở lên. 6 cánh lên là mình nguyên thủy, mình không có ghép gì tên anh. Dạ không. Cái đường kính của cái gốc này là nhiêu anh? Đường kính nó 2m5 anh. 2m5 ha. Rồi để em quay sơ cho anh em xem cái ấy. Đế này thì nói chung là anh Lý anh rất là dễ. Anh em nào quan tâm có thể đến đây rồi mình moi đế lên, mình tham khảo, dù được giá thì anh em mình đến với nhau giao lưu anh em ơi. Đây bạn, dưới là còn nữa phải không anh? Dạ còn anh. Rồi em nhờ anh vô em đo giùm anh, giùm em cái hoành cái. Hoành 46 anh. 46, rồi anh đo cho anh giùm em luôn. Nhiêu anh? 31 anh. 31. Khó khăn thử anh là nhiêu anh? Thằng nó 60. 60, chuẩn luôn nha anh em. Cái này là mình, anh em có thể giao lưu nguyên cây nguyên lô cũng được. Mà anh em có thể thích cây nào anh em có thể liên hệ với anh Lý cũng được các bạn. Rồi bắt đầu mình qua gốc kế tiếp nha anh em. Cúc này là mình đem về đây lâu chưa anh? À, đến năm rồi anh. Cây bông mấy cánh anh? À, cây này bông 6 cánh rồi. 6 cánh, mình thấy mặt bông nữa rồi anh. Dạ, cây này em bao bông hết. Bông bự hay gì anh? Dạ, bông lớn. Cái chiều cao nó là rơi vào khoảng nhiêu anh? Cây này cao 4m5 anh. Còn cái đường kính anh? Đường kính cây này mới có 2m2 à. Đa số mình chơi theo tàng thông không? Dạ, anh? Tàng thông anh. Dạ. Đây. Ồ, cây cũ, này cũ nở. Đây cũ. Nở cái anh. Dạ. Cái này cũng mớp nè anh. Thân mớp nè. Dạ. Đây. Rồi em nhờ anh vô anh đo giùm em cái hoành của gốc mai này để anh em tham khảo. Mình đo cái cũ dưới trước đi anh. Cũ đế. Chúng là cũ đế đó 80 đi. 80. Rồi mình đo cái hoành ở trên đi anh. Mình trên nó là 45 à. Rồi mình đo ở trên phía trên cái nữa đi anh. Để anh em tham khảo. Trên nó là 37. 37. Thất thân nó nhiêu anh? Thân nó là 50. 50. Rồi ok với. Rồi mình qua gốc kế tiếp nha anh em. Gốc này mình có uống lần nào chưa anh? Cây này mình chỉ kéo tàn tự nhiên thôi. Mình chỉ chỉnh sửa sơ sơ thôi anh. Cái này bông mấy cánh anh? Cây này bông 6 cánh cho nên. Còn cao nó khoảng nhiêu ta? Cây này cao nó 4m5. Rồi. Mày mình đem về vườn cũng 5 ha anh, được 5 ha. Đây anh em. Thân sắn mớp nha anh em. Cây này nó lên xù củng anh. Đây, phía trong của nó. Mình chơi tàng treo anh. Dạ. Rồi em nhờ anh vô anh đo cho anh cho em xem cái hoành cho anh em tham khảo anh. Hoành nó là 52. 52, rồi ở phía trên. Lựa chọn nhỏ nhất luôn luôn nha anh em. Mình đo cho anh em tham khảo cho dễ. 32 anh đây. Rồi thoát thân nó luôn anh. Thân nó là 80. 80, rồi ok anh. Đế vậy còn nữa không anh? Dạ còn anh. Rồi, rồi ok anh em. Giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha, hẹn lại bạn ơi.